Khi đến thành phố biển xinh đẹp Đà Nẵng, ngoài các điểm check-in, khu vui chơi sầm uất, các món ăn đặc sản nổi tiếng, thì thưởng thức hải sản là điều không thể thiếu trong hành trình khám phá Đà Nẵng của bạn. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh Review Du lịch 4.0. Mình là Hoàng Hạnh. Và hôm nay mình đang có mặt ở một quán hải sản cách cầu Rồng chỉ 700m về phía biển để review cho mọi người xem là chất lượng hải sản ở đây như thế nào. Bởi vì hãy nghe nói là ở đây có các món hải sản đồng giá chỉ 59.000 đồng trên một đĩa thôi. Nên là hôm nay team mình quyết định ra đây để review cho mọi người xem chất lượng 59.000 đồng một đĩa thì sẽ như thế nào, có đúng theo tiêu chí ngon bổ rẻ không mọi người nhá. Bây giờ thì mọi người hãy cùng Hạnh và team của Hạnh vào trong để review xem. Let's go. Dạ chị ơi, bên team em đã có đặt bàn ở đây ấy, team em đi 7 người. Dạ. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Khi mà bước vào trong đầu tiên trong không gian quán thì Hạnh đã nhìn thấy ở đây là có một không gian đồ hải sản tươi sống mọi người nhá. Đã có ví dụ như là có cá mú này, chip chip này, nghêu và tôm hùm xanh nữa. Tất cả đều đã có ghi giá niêm yết ở đây. Mà mọi người có thể thấy là mọi đồ hải sản ở đây đều còn đang bơi mọi người nhá. Lưu ý là còn đang bơi luôn đó, là hải sản tươi sống luôn. Thì mọi người có thể chọn ở đây, cân trực tiếp ở đây và vào trong nhà bếp sẽ chế biến trực tiếp cho mọi người nhá. Bây giờ thì mời mọi người hãy cùng vào không gian bên trong để xem là không gian như thế nào. Khi mà bước vào đây thì Hạnh cảm thấy là không gian ở tầng 1 khá là thoáng đãng và view nhìn ra đường phố thì rất là mát mẻ. Ngoài ra nếu như mà các bạn đến đây với nhóm bạn hoặc là nhóm gia đình, đặc biệt là những gia đình có trẻ nhỏ thì mọi người có thể lựa chọn lên tầng 2, bởi vì trên tầng 2 là có điều hòa để có thể mang lại cho các bạn cảm giác tiện nghi và thoải mái hơn, mát mẻ hơn. Bây giờ thì mời mọi người hãy cùng vào bàn của mình để xem là team mình hôm nay đã gọi những món gì và cùng trải nghiệm với team mình nhá. Trong quá trình mà mình review cho các bạn về nhà hàng thì đồ ăn đã ra rồi mọi người ạ. Thì các bạn có thể thấy là ở đây là team mình có gọi một số món đồng giá 59.000, ví dụ như là ốc bằng tay này, hàu này, ốc hương, ngoài ra thì có cả ếch chiên nữa. Tất cả món đồng giá ngoài ra còn khá là nhiều các món khác. Và như mình đã giới thiệu lúc đầu thì là có các món mà hải sản tươi sống chọn tại chỗ nữa. Thì team mình hôm nay cũng có gọi thêm là tôm hùm xanh này và món mực lá nữa. Thực ra thì mình chưa ăn, mình cũng chưa cảm nhận được như thế nào, nhưng mà khi mà mình nhìn thấy thì mình đã cảm nhận là đồ ăn ở đây rất là tươi rồi. Bây giờ thì mời mọi người hãy thưởng thức cùng Hạnh và team của Hạnh. Và sau khi thưởng thức xong mình sẽ review lại chất lượng cho mọi người nhá. Ngoài ra, trong set menu nhà hàng hải sản Bái Lan 555 còn có các món đồng giá chỉ 59.000 đồng trên một đĩa như hàu nướng mỡ hành, ốc móng tay xào rau muống, ếch chiên xả, ốc hương hấp xả ớt, và có những set combo dành cho 2 người, combo dành cho 3 người hay combo dành cho gia đình. Hơn nữa, nhà hàng hải sản Bái Lan còn có các menu dành cho khách đoàn, khách đi tour, với những set menu phong phú từ 100.000 đồng trên một người, 120.000 đồng trên một người, 150.000 đồng trên một người, 180.000 đồng trên một người, tùy theo nhu cầu của khách hàng.
Ngoài ra khi mọi người đến đây ăn hải sản và sau khi ăn xong, khi ra bàn ngồi uống nước thì tất cả mọi người đều sẽ được nhà hàng mang ra món tráng miệng là hoa quả rất là tươi ngon như thế này mọi người nhé. Thực sự là Hạnh rất là hài lòng với cách phục vụ của nhà hàng. Như vậy là Hạnh đã review xong cho mọi người một quán hải sản ở vị trí trung tâm Đà Nẵng, chỉ cách cầu Rồng 700m về phía biển. Nên là với mức giá rất là phải chăng, có cả hải sản đồng giá và hải sản tươi sống chọn tại bể nữa. Nên là nếu như mà mọi người đến Đà Nẵng và có dịp đặt chân đến Đà Nẵng thì đừng quên ghé qua quán hải sản Bé Lan trên đường Võ Văn Kiệt nhé. Mọi người đừng quên nhấn like and subscribe để ủng hộ cho team mình có thể đi review thêm nhiều món ăn ngon ở Đà Nẵng nữa nhé. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video, và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Bye bye!